Xin chào mọi người, mình là Crazy Lion này. Thì như mọi người đã biết, ở update 17.3 này, Edo lúc nào cũng đang là trái được săn lùng nhiều nhất bởi sức mạnh và cũng như là cái độ ngầu của nó. Tuy nhiên, nếu như mọi người không biết cách thì việc sở hữu trái Edo là cực kỳ khó. Nên ở video hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 cách để có thể sở hữu trái Edo. Ok, tính như cái cách đầu tiên chính là đi trade các bạn. Nếu các bạn nào không biết đi trade á, thì các bạn hãy vào Discord của mình. Mình sẽ có cái phần trao đổi trong blog post á, các bạn có thể vào đó để tìm những bạn để đi trade trái Edo ha. Nếu như mọi người không biết trade ở đâu á, thì ở C3 chính là ở cái biệt thự này các bạn. Ở C2 thì chúng ta có thể có cái quán cà phê à, mua nữa. Khi các bạn đi trade á, thì các bạn lưu ý để tránh bị scam á, thì chỉ trên trade một lần kiểu vậy thôi. Đưa trái quỷ cho nó thì nó đưa trái quỷ cho mình. Chứ mình nói mà bây giờ bạn đưa mình trái quỷ đi, chút xíu nữa mình về mình gọi bạn của mình qua đưa cho bạn trái quỷ của mình, chắc chắn 100% là có cái nick. Ai mà nói với mọi người câu đó trong lúc đi trade á thì chắc chắn là scam luôn. Các bạn né nó ra đi. Sau khi trade xong á thì các bạn đã có được cái trái đâu ở trong cái item của bạn. Ok, quá là ngon. Bây giờ thì đến với cách thứ hai thôi nào. Ở cách thứ hai này đó chính là các bạn phải thử vận may của mọi người. Thì tỷ lệ ra đâu rất là cao các bạn, khoảng 1.34%. Người không tin thì mình sẽ random ra đâu cho mọi người xem. Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời tao. Ok, đến với cách thứ ba. Đây chắc chắn là cái cách mà khó nhất trong 5 cách mà mình đưa ra trong video này. Thì nếu như mọi người không có server VIP mà làm cách này, tỷ lệ mà mọi người bị quýnh cho lên thiên đàng còn cao hơn cơ hội mà mọi người nhận được chế đâu nữa. Nên là mọi người cũng phải cẩn thận một chút xíu nha. Đó chính là mọi người hãy quýnh cái red hải tặc ở trên cái đảo castle này. Ngoài ra thì mọi người có thể canh đúng một tiếng trong server và sau đó đi nhặt food hoặc là xài game pass cũng được. Cách thứ tư, đó chính là mọi người hãy săn food ở trên cái chỗ mà ông bán trái quỷ này. Thì mỗi 3 tiếng thì nó sẽ stock lại những cái trái quỷ khác. Cái cách này nó khá là dễ. Các bạn chỉ cần có belly thôi. Dạo này thì những trái quỷ xịn nó cũng hay bán ở trên đây nữa. Nên là mọi người gán săn nha. Dạo này thì admin cũng khá là tốt bụng nên toàn là cho những trái quỷ xịn lên đây không à. Đối với cái cách thứ 5, chính là cách dễ nhất. Đó chính là nạp VIP có 3.000 Robux thôi mọi người. Quá là rẻ đúng không? Mà đối với mình thì nó quá là xa xỉ. Nên mình chỉ biết lắc đầu và đi ra thôi. Ok, thì đó là 5 cách nhanh nhất để có được chế đô trong Block Food. Nếu như mọi người thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh và like video này ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ thì bye bye. Thật ra thì mọi người có thể nghe thấy giọng mình thì đang bị cảm mọi người ơi. Thật là cảm lạnh.